Bảo Lộc, Bảo Lâm như một nàng tiên còn mê ngủ, khi du khách tìm đến như một điểm tham quan mà dường như chưa từng dừng chân ở lại. Vẻ đẹp ngủ sâu ấy khiến cho tôi trăn trở mãi. Tôi mong muốn biến quê hương của tôi trở thành một điểm đến, một nơi để người người đến đây xây nhà, xây tổ ấm, để sinh sống, để tạo dựng nên những tương lai tươi đẹp. Và tôi miệt mài kiến tạo nên những mơ ước ấy, hành trình ấy. Giờ đây, 90 căn nhà vườn The Tropicana Garden 1 đã bàn giao và đang chuẩn bị vận hành đón khách du lịch từ khắp nơi đến. 74 căn biệt thự sinh thái The Tropicana Garden 2 đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện. Nhiều tiện ích đặc quyền sẽ được song song triển khai, như là hồ bơi vô cực, khu mua sắm tiện lợi, khu tiện ích ăn uống tại nhà hàng, sky bar và cả những đặc quyền riêng tận hưởng những con suối mát lành trong vắt. Mọi người có thể thoải mái tận hưởng những không gian, những tiện ích nơi đây và cả những gì mà thiên nhiên ban tặng, mà không phải đi đâu xa cả. Tôi xây nhà, bạn xây tổ ấm, những căn nhà thứ hai thật bình yên và hạnh phúc. The Tropicana Garden được kiến tạo từ những miền ký ức của tôi và đã trở thành những miền ký ức cho tất cả những thành viên nơi đây. Và quý vị hãy cùng nhau đến đây xây dựng yêu thương. Mai anh về xứ Bảo với em không? Nơi chứa cả khát vọng em trong đó.